Em chào cả nhà mình ạ. Chào mừng cả nhà mình đã đến với bài livestream của shop em chiều tối ngày hôm nay nha. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm liền cho em. Trong livestream này rất là nhiều mẫu xe cho cả nhà mình. Vừa bán nè, vừa có quà tặng cho mình luôn trong bài livestream ngày hôm nay nha. Các chị còn được miễn ship với đơn hàng trị giá 600 ngàn đồng nữa. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm và thật là nhanh tay cho em để bên em tư vấn và chờ hàng nha các chị. Rồi bây giờ cả nhà ơi, lên cái mẫu đồng đầu tiên, đầm da beo cho cả nhà mình cổ vuông và cái gam màu nâu xám rất là hot thời điểm hiện tại luôn. Đó, cái vải này vải xốp Thái nha cả nhà mình ha, và hàng xốp Thái bên em này em nhập khẩu cao cấp cho cả nhà mình. Cái xốp bên em không phải cái to nó bự đâu nha các chị, mà cái xốp này nó nhỏ li ti sờ lên mềm xốp co giãn nhẹ nhàng thích cực kỳ luôn. Rồi váy này thì em đang có đủ size nhưng mỗi size em còn có vài cái thì em sẽ sale luôn ha. Trong đó đồng này size M em còn cho mình được 38 cái, size L 27 cái, XL một cái và hãy chỉ có một cái cuối cho mình thôi. Đó, rồi bây giờ này các chị thích đồng này của em thì mình comment ngay trong bài livestream em tư vấn luôn cho mình ha. Mã số với sáng nội cho em hôm nay em có cái con bụng nó mọc lên cả nhà ơi. Dễ sợ. Rồi, tiếp tục cả nhà ơi, mẫu em đang mặc theo người mã sản phẩm là 1508. Rồi mẫu em đang mặc theo người mã sản phẩm 1508. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1508 với sáng nội dễ thương không có chị. Dáng xòe nè, da beo ha, màu nâu nâu xám xám cho mình coi dễ nhẹ nhàng hai chiều luôn. Một lớp kèm hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Em váy này ngày hôm nay sale luôn, vừa bán vừa tặng cho mình trong bài livestream ngày hôm nay bao nhiêu cả nhà ơi? 249.000 đồng xả luôn cho cả nhà mình. 249.000 đồng mã sản phẩm 1508. Đó, rồi em có cái váy này nè. Thêm cái mã này nữa. Em bán luôn cho mình, tặng luôn mình giá 130 hôm nay, tặng phụ kiện luôn cho mình. Hôm nay em sẽ sale xuống cho mình một nốt nữa, chủ yếu là xả hàng thôi. Cả nhà mình vào livestream liền với em nha. Vào livestream liền săn sale đồng với em. Cả nhà ơi thích đồng nào cứ việc lên đơn cho em tư vấn. Dạ em đang mặc cho người 1508 chị ạ. Vô đây săn hàng công sở nè, hàng đi chơi, hàng đi tiệc với em. Đồng mã shop em thì chuyên về thời trang trung niên nha. Mẫu em đang mặc cho người 1508 này các chị, cái da màu nâu xám mặc lên trụ nó đẹp lắm cả nhà ơi, siêu tôn da và siêu tôn dáng cho cả nhà mình luôn ha. Cổ vuông vừa phải dễ mặc từ 40 cho tới tầm 65-66 kg. Và eo tối đa thì eo tầm 85-86 độ về, cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. May một lớp kèm luôn hai túi có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1508. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1508 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà ha. Sao ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. 1508 kèm số điện thoại bao nhiêu cả nhà ơi? 249.000 đồng. Chỉ 249.000 đồng thôi. Bây giờ em thay sang cái hàng siêu phẩm nha, hot tối ngày hôm nay. Sale luôn cho cả nhà mình, vừa bán vừa tặng có luôn cả quà tặng. Em chào chị Ngọc Tuyền, em chào cả nhà mình mới vô. Rồi mẫu em đang mặc trên nguồn 1508 249.000 đồng nha các chị. Lên đơn sớm để giúp em tư vấn đặt hàng chậm và nó hết hàng nha các chị. Rồi em thay qua nha, xíu rồi chị nào muốn coi lại cứ việc comment phía dưới thì em sẽ mặc lại cho mình xem. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm nha cả nhà mình cùng xem thêm một cái em đầm khác nữa ha. 1408. Cái váy này nó quá đẹp luôn này các chị ơi. 1408 nha các chị. Đồng này cổ vét cho các chị yêu mình. Dán đầm form suông cho cả nhà mình dễ mang cực kỳ luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408. 129.000 đồng. Sale luôn cả nhà ơi. Dán chữ A đi ra nha các chị. Dán chữ A đi ra như thế này. Cái đồng này em mặc là size lớn rồi các chị. Nó bớt đẹp rồi. Chứ nếu mà đúng form, đúng size của em mặc lên trời ơi các chị mình nghiện liền luôn. Rồi bây giờ này các chị, mẫu em đang mặc trên người mã số 1408. Ngay hôm nay shop sale cho cả nhà mình. Ngay hôm nay sắp xe cho cả nhà mình giá bao nhiêu các chị ạ? Chỉ còn có giá tiền là 129.000. Có quà tặng luôn. Đây cái thắt lưng này. Vừa được đồng sale giá rẻ mà vừa được quà tặng cho cả nhà mình từ 54 cho tới 66 kg mặc đẹp cho em nha. Đó, chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ cho em 1408 với sáng ngời. Cả nhà ơi, cho em xin một chấm này các chị. Đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm nè, kèm luôn cho em cái số điện thoại là được ha. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng chờ sale cho cả nhà mình luôn nha. Mã số với sáng thoại cho em là được nha các chị ơi. Chúc ngay trong bài livestream ngày hôm nay không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm thì giùm em tư vấn luôn. Mã số với sáng thoại. Chấm bài tương tác giùm em cái cả nhà nha. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn luôn. Mẫu em đang mặc trên người 1408 cả nhà ơi. Mỗi chị vào ra cho em xin một vài dấu chấm đi các chị. Dạ em chào chị Quất Tinh Ti ạ. Dạ em chào chị yêu mình luôn ạ. Rồi em chào chị Nguyễn Nắng luôn. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa mình tranh thủ cho em nha. 1408 hôm nay sale luôn cho cả nhà, vừa bán vừa tặng luôn cho mình trong bài livestream ngày hôm nay. Chị còn có giá bao nhiêu cả nhà ơi?
129.000 đồng. Tặng luôn cho mình cái sợi dây buộc em như thế này luôn ha. Thì các chị mình á có thể tháo rời ra, mình phối với em đầm này cũng được, không thì mình có thể tháo ra đó, mình mang với em đầm khác cũng được luôn. Cả nhà mình ơi, chấm bài tương tác giùm em đi ạ. Em thấy chị Ngọc Tiền Trần, chị Nguyễn Tiến, chị Phạm Trang rồi nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1408 nha các chị. 1408 129.000 đồng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1408. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em nha. 1408 với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ lên đơn sớm cho em cả nhà. Tranh thủ lên đơn sớm cho em tư vấn và chờ hàng luôn. Rồi em có thêm cái mẫu đầm này, ngày hôm nay em sale cho cả nhà mình luôn. Đó, ngày hôm nay em sale vừa bán vừa tặng luôn cho mình trong bài livestream ngày hôm nay. Cố gắng mà đặt hàng thật là sớm cho em để bên em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Mã số với số điện thoại 1408 60 kg. Ok chị Diệu Huyền, 129.000. 129.000 đồng cả nhà ơi, 129.000 đồng ngay hôm nay. Còn chị nào đặt hàng nữa không ạ? Riêng cái sợi dây này chị mua đã bao nhiêu rồi ạ? 25.000. Riêng sợi dây này chị đã mua 25.000 mua rồi đó chị. Đó, nhưng mà đây em bán cho mình cái đầm 129.000, em tặng luôn cho mình cái sợi dây này nha. Vậy nào không lấy dây thì giá của em đầm này vẫn là 129.000 nha các chị. Đó, mua một em đầm hời được cả cộng dây, nhưng mà em nói thiệt với chị, giá gốc bình thường bán đầm này 350.000. Ngày hôm nay em trước chị 129.000 đồng, trời ơi nó rẻ quá trời luôn cả nhà. Đặt hàng nhắc em tư vấn và chờ hàng luôn, rẻ rẻ gần gấp gấp 3 luôn đúng không các chị? 129.000 đồng mã số 1408, mã số 1408 đặt hàng ngay cho em. E84 mình mặc 2XL sẽ vừa chị yêu nha. Hàng này phải nói là chị nhanh ta đặt hàng đi, nó không nó cháy hàng hết rồi. Tiếp tục lên mã này xả luôn, lên mã này xả luôn, 150. Rồi có chị khách nào mà mình thích sườn xám không? Sườn xám hôm nay em chỉ còn cho mình đúng 16 chiếc cuối cùng, em sẽ xả luôn cho mình ha. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là dạ 1408 chị, đặt hàng cho em xin mã số vào đi chị ơi. 1408 kèm số điện thoại cho em là được nha. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nè. Trời ơi, cái đầm nào cũng vậy, cái giờ em chỉ xem trên livestream thôi, cả giờ đặt hàng liền giùm em. 1507 có chưa em? Chua chị yêu ơi, chua có. Nào có không báo nha, bây giờ em đang xả kho, em đang gấp rút xả kho này chị yêu ạ. Chị yêu mình, chị khách nào có đầm rồi thì mình vô mình coi livestream ủng hộ em đi, mình coi ở đây với em mà mình lâu lâu mình chấm bài cho em đi nha. Rồi còn chị nào chưa có thì mình hốt hàng giùm em đi, có chị em trống kho cái em về đầm liền á chị, mình chờ em vài bữa đi. Một hai bữa nữa đi em về đầm cho mình nha. Rồi, tiếp tục thay thêm một phát. 1408 giá 129.000 đồng anh chị, em có ghim phía dưới á, tặng luôn cho mình cái sợi dây da để mình buộc eo luôn ha. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem thêm cái mẫu đầm này. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394. 1394, trời ơi nó quá đẹp luôn đó chị ơi. Em còn nhưng mình có mấy cái à các chị yêu ạ. Nhung nha. Hàng nhung cho mình luôn. Đẹp luôn, sang xịn mịn cho chị em mình luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1394. 1394 cả nhà ơi. Đầm nhung cho cả nhà mình ha. Sườn xám cho các chị yêu mình. Đó. Cổ này là thiết kế của em, nó là cổ tàu cho cả nhà mình. Đầm này em may cổ tàu cho cả nhà mình. Chân váy có xẻ tà hai bên. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1394. Rồi chị nào đặt hàng lên đơn 159.000 đồng. Em chỉ còn size M 5 cái và còn lại em còn cho mình là size XL 11 cái. Rồi nhanh tay đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. 1394 sale luôn cả nhà, giá bao nhiêu? 1394 sale bao nhiêu cả nhà? Chị còn có giá tiền là 159.000. Trời ơi xuất sắc. 159.000 đồng cả nhà ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394. 1394 bao nhiêu cả nhà ơi? 159.000 đồng. Chị khách nào mình đặt hàng đồng này có em thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1394 kèm luôn cho em cái số điện thoại là được nha cả nhà ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Mã sản phẩm là 1394. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn. Quá đẹp quá rẻ luôn nha các chị ơi. Rồi 1408 là màu nào ạ? À? Đây chị, 1408 mẫu này. 1408 mẫu này chị yêu ơi. Đó, đây chị, có tặng kèm luôn cái sợi dây da. Tặng kèm luôn cho mình cái sợi dây da chị. Đây 1408. Cái em váy này á, giá lúc trước em bán là 349.000 đồng. Và ngày hôm nay á thì chị yêu mình săn sale với em giá bao nhiêu ạ? À? 129.000 đồng, có dây da tặng kèm. Đó, có dây da tặng kèm luôn.
Rồi chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên giùm em tư vấn nha. Rồi 1408 này em ghim lại cho mình ha. Là 129.000 đồng nha. Ô quên rồi, từ từ, 1408 nè. 129k nè chị ha. Rồi có luôn là hả? Dây da nè. Đó, rồi. Chị nào mình đặt hàng tranh thủ cho em luôn 1408 với số điện thoại, 1408 với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chỉ còn có giá tiền là 129.000 đồng, 129.000 đồng. Em hot size M nha chị. Em chỉ còn cho mình size XL và size XL. Tặng quà kèm theo chất liệu vải này, vải vải xịn luôn. Vải này là hàng vải cô tông lạnh cho em nha các chị. Vải này vải cô tông lạnh, vải mềm, dày dặn nhưng mà mềm mại, mặt mát, thoải mái dễ chịu ha. Có co giãn cho mình luôn. Mã số 1408, mã số 1408 ha. Rồi bây giờ cái em đang mặc trên người 1394, cái em đang mặc trên người 1394 em. À, chị ơi, cái đầm này em còn xem mờ này, chị chốt cái này không? Cái này sườn xám nè chị, cái này sườn xám đẹp nè chị ơi. Em còn cho chị 5 cái size M, với lại còn cái chị mình là 11 cái size XL. Size M thì từ 40 tới 53 kg và size XL sẽ tầm 55 cho tới 63 kg luôn ha. Rồi ngày hôm nay thì em sẽ sale luôn cho cả trên giá bao nhiêu? 159.000 đồng. 159.000 đồng, mã số em mặc là 1394. Đầm em đang mặc trên người mã số 1394, một màu duy nhất nha cả nhà ơi, một màu duy nhất luôn. 1394 sale luôn 159.000 đồng thôi ạ. À, đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1394. Giá của em nói ngày hôm nay là 159.000 đồng nha các chị. Chỉ còn có giá là 159.000 thôi. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đồng khác nữa ha. Ưng đồng nào đặt hàng sớm thì dùng em tư vấn nha các chị. Mã số với số điện thoại sẽ có hết cả nhà ơi, em sẽ có tàn tập cho cả nhà luôn. Váy này em còn bao nhiêu cái này, em sale luôn 99.000 đồng cả nhà nha. Em xem còn không. Rồi còn cho mình 8 cái cuối xả kho 99.000 đồng cho các chị mình. Còn em đang mặc trên người mã số 1394, giá 159.000 đồng. Em chào chị Linh Hoàng, em chào cả nhà mình mới vô. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm này nhiều, em tư vấn và chờ hàng luôn nha các chị. Mã hàng với số điện thoại cho là được luôn nha. Rồi tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho mình xem mẫu đồng này, giá sale hôm nay luôn 99.000 đồng. Quá xuất sắc cả nhà ơi, có 99.000 đồng một váy thôi, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng rẻ. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1402. Em chào chị Trúc Nguyễn luôn nha. Mẫu em đang mặc trên người mã số 1402 nha các chị. Đầm này chất liệu vải von. Cái đầm này chất liệu vải của em nó là vải von hàng nha các chị. Cái vải von hàng này thì nó rất là mềm, rất là mát luôn. Phần tay ngắn thì em sẽ may cho mình đắp chéo như thế này. Và có cho mình là khóa kéo phía sau luôn. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc trên người này các chị ơi, mã sản phẩm là 1402. Đầm em đang mặc trên người 1402 ngày hôm nay em sale luôn, vừa bán vừa tặng luôn cho mình trong bài livestream ngày hôm nay. Với mức giá bao nhiêu các chị ạ? 99.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay nha. Chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng. Em chào chị Trúc Nguyễn, chào cả nhà mình mới vô. Các chị mình thích em lên mẫu đầm nào cứ việc bình luận phía dưới cho em nha. Rồi bây giờ 1402 còn 8 cái cuối cả nhà, 40 cho tới tầm 54kg. 1402 cả nhà ơi, giá bao nhiêu ạ? 99.000, xả kho luôn cho mình ha. Đầm vừa bán vừa tặng hết cho mình trong bài livestream ngày hôm nay, cố gắng mình đặt hàng thật là sớm nha em tư vấn nha các chị. Đó, cái phần vai sẽ được may đắp chéo như thế này cho mình, nền vải màu đen và có phối cho mình hoa màu vàng vàng, nó sẽ chạy xuống như thế này ha. Chân váy có thêm cho mình một cái tầng ren lưới, phối thêm cho mình kim tuyến lấp lánh. Bây giờ mẫu em đang mặc trên người mã số 1402, sale bao nhiêu cả nhà ơi? 99.000 đồng, chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình cho em xin mã số 1402 kèm số điện thoại. Trời ơi, xinh quá, ngày nào còn 8 cái cuối. Chỉ còn 8 cái cuối còn vào duy nhất cho cả nhà thôi. Giá chỉ có là 99.000 đồng. 40-54kg mặt đẹp nha các chị. Và eo tối đa 74 đổ về mày mặt thoải mái. 57kg là mày hết hàng rồi chị ơi. 57kg em lên mẫu khác cho chị được không? 57kg em lên mẫu khác cho chị. Chấm bi không chị? Đồng này, đồng chấm bi, đồng công sở dự tiệc. Đây chị, mình lấy cái đồng này đi ha, sẽ có size 57kg cho chị. Còn cái em đang mặc trên người thì bây giờ em chỉ còn size là M thôi, 40 cho tới là tầm 54kg. Em tới là thì em 74 đổ về cho em ha, em 74 thôi nha chị yêu nha. Chất von mặc cực kỳ thích. Vài phần chân váy thì em có phối cho mình thêm một cái tầng ren rưới kim tuyến nữa, rất là dễ thương luôn. Sale luôn nha cả nhà ơi, 99.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 99.000 đồng ngay hôm nay. Mã sản phẩm là 1402, 99.000 đồng nha. Chị Văn Nhân 99.000 nè. 54kg đổ về mình mặc đẹp cho em nha các chị. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu khác nữa. Đây, lên cho cả nhà thêm cái em này. Chấm bi cổ vét cho cái tình yêu mình luôn.
Chấm mi cổ vest này phải nó quá đỉnh rồi các chị ơi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1500. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1500 này mấy chị ơi. Đầm này cái chất liệu vải này là vải Misa Hàn Quốc nha các chị. Chị được có mẫu này là vải Misa thôi. Mẫu này với lại một cái mẫu cũng chấp mi cổ đắp chéo, nhưng mà cái mẫu chấp mi cổ đắp chéo đó bán hết trơn rồi các chị. Về phải nói là sót kho cái nào lên xả là hết ngay liền cái đó luôn á các chị. Không còn sót luôn. Rồi ngày hôm nay em có cái đầm này. Đầm này giá cụ ra nhà này biết rồi. Em bán 350, 380 lận. Ngày hôm nay em sale luôn 1500, em nói ngày hôm nay chỉ còn có giá tiền là 229.000 đồng thôi. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1500. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1500. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ cho em luôn nha. Trước lì vải thun mi xe Hàn Quốc coi diện phải nói là siêu nhiều luôn ha. Không sợ nhăn nhầu chạy nhỏ vải gì hết, đầm bao đẹp. Nề vải của em nó là màu xanh navy và có phối với mình những cái chấm bi trắng nhỏ nhỏ cho cả nhà mình. Đầm em may cổ vest và có cách điệu những cái viên nút này các chị. Những cái viên cúc cách điệu, cúc này các chị ơi. Đó, cúc này cúc bọc ha. Nó sẽ chạy đều từ cổ áo xuống cái phần chân váy cho mình luôn. Nguyên màu Hàn Quốc luôn nha các chị. Một lớp, hai túi, đầm này may chỉ còn một lớp là vừa mặc rồi ha. Hai túi, khóa kéo phía sau lưng. Trời ơi, xuất sắc cho các chị. Rồi bây giờ mẫu em đang mặc cho người mã sản phẩm 1500 giá bao nhiêu cả nhơi? 229.000 đồng. 1500 chỉ có giá 229.000 đồng thôi ạ. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1500 và kèm luôn cho em cái số điện thoại là được cả nhà nha. Chị còn có giá tiền là 229.000 đồng trong vài lời chuyên ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm thì dùng em tư vấn và chờ hàng chờ sao cho cả nhà mình luôn. Mã sản phẩm 1500 kèm số điện thoại 229.000 đồng nha các chị. 40kg cho tới 58kg và eo tối đa eo tầm 78 độ về mặt đẹp thoải mái cho em luôn. Em còn hai size nhỏ 40 cho tới 58kg, eo tối đa eo tầm 78 độ về mặt đẹp nha các chị. Mã sản phẩm là 1500 đó. Đặt hàng cho em xin mã số 1500 với số điện thoại cho em. Chị Lưu Minh ok có đơn 1500 luôn ạ. Dạ đầm này một màu duy nhất chị ơi. Đầm nào có hai màu em báo nha. Còn cái váy này thì em chỉ có đúng cho cả nhà mình là một màu duy nhất, không có màu thứ hai luôn. Mã sản phẩm là 1500 nha. Giá của anh em nó ngày hôm nay là 229.000 đồng. Rồi tiếp tục sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một cái mẫu đầm khác nữa nha. Thay luôn cho mình xem cái em váy này. Đầm vest. Cả nhà có thích đầm vest không ạ? Đây, lên thêm mẫu vest ha. Thôi, bây giờ em sẽ không có lên mẫu vest đó nữa. Em sẽ lên cho mình một cái á, em đầm khác sale luôn cho chị em mình giá 99.000 đồng. Đó, em xót kho mẫu này cả nhà ơi. Quá xuất sắc luôn. Còn mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1500 nha. Chị nào mình đặt hàng đầm này của em thì mình tranh thủ cho em luôn. 1500 kèm số điện thoại. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm 1500 sale luôn cho cả nhà giá 229.000 đồng thôi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ nha các chị ơi. 40 cho tới là tầm 58kg. Và eo tối đa thì eo tầm 78 độ về luôn. Cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái mà sản phẩm là 1500. Tiếp tục em sẽ chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm mẫu khác nữa nha. Đây, lên luôn cho mình cái em váy này. Em váy này chất liệu vải của em nó là vải lụa Van Gogh cho cả nhà mình ha. Đẹp cực kỳ. Rồi mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1337. Giá bao nhiêu cả nhà ơi? 99.000 đồng ngay hôm nay. Chị còn có giá tiền 99.000 đồng thôi. Cổ chữ U cho cả nhà mình. Tay lỡ ôm eo. Dáng đầm phong xòe. Một lớp hai túi và có khóa kéo phía sau lưng. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm bao nhiêu cả nhà? 1337. Đầm đang mặc trên người mã sản phẩm là 1337. Chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ cho em nha. Lụa mango cho cả nhà coi dáng nhẹ nhàng hai chiều nè. Một lớp hai túi nè, khóa kéo phía sau lưng. Mã số bao nhiêu các chị? 1337. Hôm nay em sale luôn 99.000 đồng cho cả nhà mình. Và váy này em sẽ có cho cả nhà mình được hai màu luôn cho các chị mình dễ chọn lựa luôn nha. Đây, giá cũ 320 hôm nay sale luôn 99.000. Em có hai màu. 1337 là gam màu nâu, hoa hồng màu nâu. 1340 là hoa hồng màu đỏ cho cả nhà mình. 40kg cho tới là 52kg ha. Và em tối đa thì tầm 72 độ về cả nhà sẽ mặc đẹp thoải mái. Chất liệu vải và lụa mango cho cả nhà mình ạ. 1337 là hoa hồng màu màu nâu nha các chị. Còn 1340 là hoa hồng màu đỏ cho các chị yêu mình. Đồng giá luôn. Chị còn có giá 99.000 đồng cả nhà ơi. Đang theo dõi livestream em chấm bài tương tác rồi mình chia sẻ livestream giúp em đây các chị. Các chị mình chia sẻ livestream giùm em đây các chị ơi.
Ừ, năm nào thì mình đặt hàng thật là sớm nha em đi, có chị em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn ha. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị. Rồi bây giờ cả nhà ơi, 1337 là mẫu em đang mặc nè, 1340 mẫu em đang cầm, dáng đầm phơm xè cho cả nhà mình luôn. Thì ở đây em cầm mấy 65 đầm này em mặc dài phủ gối của em nha. Các chị thích mặc dáng dài thì cứ để dài như vậy, không thích mặc dáng dài có thể lên lại cắt ngắn tùy thích luôn. Hai mẫu cho cả nhà mình 40 cho tới 52 kg. Và eo tối đa thì eo tầm là 72 đổ về, 40 tới 52 kg eo 72 đổ về nha. Chị cầm miếng 1337 ok, chị Hương cầm 1337 1340 nè. 99.000 nha các chị. 1337 mẫu em mặc nè. Rất là sang luôn. Còn đây là 1340, tươi hơn một chút xíu. 99.000 đồng xả thân ngày hôm nay. Rồi bây giờ em sẽ size M nha các chị, 40 tới 52 kg nha. Em tới đây em cầm 72 đổ về, mặc đẹp cho em luôn. Rồi tiếp tục em sẽ kho cái váy này. Em sẽ kho váy này cho cả nhìn luôn. Hơn trăm rưỡi chút xíu thôi. Rất là đẹp luôn ạ. Cố gắng mà đặt hàng sớm nha em nha. Chị Hằng Trần nè, 1337 cho chị cái ok chị luôn, 99.000 đồng nha các chị. Chị có giá là 99.000 đồng ngày hôm nay. Đó các chị mình thích em đầm nào cứ việc lên đơn cho em. Rồi muốn em mặc lên màu nào. Bây giờ này các chị em mặc đại đó các chị ơi. Các chị mình thích em mặc lên màu mẫu nào, màu nào. Mình cứ việc bình luận phía dưới nha, em mặc thử cho mình coi luôn nha. Rồi bây giờ em sẽ tiếp tục chuyển thêm cho cả nhà mình cùng xem thêm một mẫu đầm khác nữa. Mẫu đầm này các chị ơi, quá trời quá đất đẹp luôn. Mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1482. 1482 hôm nay sale vừa bán vừa tặng luôn cho mình trong vài livestream ngày hôm nay, giá bao nhiêu các chị ạ? À? 159.000. Trời quá đẹp. Cái vải lụa satin, đâu có nhiều chị hỏi em vải lụa satin em có về không? Vải lụa hoa thì em có nha các chị. Hồi trước thì em có về cho mình là lụa satin mà dạng như là lụa trơn. Đó thì ngày hôm nay em về hàng cho cả nhà mình lụa hoa luôn. Trời quá đẹp luôn nha. Cái mặt vải của nó ống nhẹ nhàng, mặt lên cực kỳ thích. Em có hai màu. Đó, chị nào mà mình thích màu hồng cho em xin mã số là 1481. Chị khách nào mà mình thích màu đỏ cam á thì mình cho em xin mã số 1482. Thì ngày hôm nay em sẽ sale đồng loạt giá bao nhiêu ạ? 159.000. 159.000 đồng chốt luôn cho cả nhà mình luôn ha. Ôi quá đẹp cả nhà ơi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn này các chị. Mã số sản phẩm với số điện thoại cho em là được nha các chị. Chốt ngay trong bài livestream ngày hôm nay, không có áp dụng bên ngoài nha các chị. Chị 50 kg ok chị luôn nha. Rồi chị Nguyễn Thị Tâm có đơn hàng luôn 1337 luôn ạ. Còn chị khách nào mình đặt hàng nữa tranh thủ lên đơn sớm cho em luôn. 1481 cái em cầm. 1481 cái em cầm này các chị. 1482 mẫu em mặc, chất liệu vải lụa satin, em đứng gần cho mình coi. Cái mặt vải của nó ống như thế này này các chị, hai màu nha, thích màu nào? Thích màu tím đặt 1481, thích màu màu em mặc thì mình đặt hàng 1482 ha. Thích tươi tươi thì mình đặt hàng 1481 này các chị, tươi sáng dễ mặc ha. Còn em đang mặc trên người 1482 thì cái màu này nó sang. Dưới 66 kg, dưới 68 kg cho em. Eo dưới 88, dưới 68 kg, eo dưới 88 cho em mặc đẹp. Giá chỉ có 159.000 đồng thôi. 159.000 đồng mẫu beo chị coi. Rồi ok chị luôn ha. Chị em thích mẫu beo nào? Chị em thích mẫu beo nào em lên cho chị em mình nè. Hay là mẫu đây beo đầu lai em mặc, mẫu đây beo đầu lai em mặc là cái này ha. Em có hai màu, ba màu luôn đây chị. Hiện tại thì bên shop em đang có cho mình nè, beo sơ mi giá 350 nha, beo sơ mi giá 350 nè. Đó rồi, beo chân váy có đuôi cá, beo chân váy có đuôi cá này chị, giá 320, giá 319.000 nha. Rồi tiếp tục em sẽ có cho chị yêu mình cái mẫu á. Còn nữa em để đâu rồi ta, chờ em xíu nha chị mình chờ em một chút xíu nha. Em có cái beo đây beo cổ tim giá 350, beo cổ tim bằng giá của cái em beo sơ mi ha. Beo cổ tim cũng 350 luôn. Rồi và đây là ba cái em váy da beo mà cổ vuông, thì hồi đầu lai mặc cái này nè. Cái này là da beo màu xám nha, da beo cổ vuông màu nâu xám. Rồi, da beo cổ vuông màu nâu. Đó, và em có thêm cho mình cái này, da beo cổ vuông màu trắng. Thì cái màu trắng với cái màu xám em đang sale còn 249.000 đồng ha. Còn cái màu nâu này thì giá của em đó là 299. Chị thích em lên mẫu beo nào, chị bình luận phía dưới cho em đi. Rồi, em đang mặc trên người cả nhà ơi, 1482 giá bao nhiêu? 159.000 đồng. 159.000 đồng. 1481 này chị, 1482 em mặc. Hôm nay em sale giảm giá cho cả nhà mình luôn. Chị còn có giá tiền là 159.000 đồng duy nhất trong bài live stream ngày hôm nay. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm để giùm em tư vấn và chờ hàng chờ size cho cả nhà mình luôn nha. 159.000 đồng nha các chị, chỉ có 159.000 đồng. Rồi để em mặc lại cho mình cái mẫu beo hồi đầu lai em mặc nha.
Quá đẹp luôn chị, cái nào cũng đẹp, cái nào cũng sang hết trơn á, chốt cái nào cũng rẻ ngày hôm nay hết trơn á các chị yêu ạ. Đó, thích năm nào đặt hàng sớm đi dùm em tư vấn nha, mã hàng quá sáng thôi. Để em lên cái mẫu ve cổ vuông, mẫu ve cổ vuông nó có tới 3 màu lận ha, dễ dễ chọn cho cả nhà mình luôn. Form nhãn nằm thì cũng không có sai lại gì với cả nhà mình hết, form nào cũng đẹp hết trơn. Rồi đây, lên luôn cho mình. Cái da beo á các chị, mặt nó vừa sang mà nó vừa trẻ nữa. Nó vừa sang mà nó vừa trẻ cho mình luôn nữa. Rồi đây, mẫu em đang mặc trên người mã sản phẩm là 1408. Đầm em đang mặc trên người mã sản phẩm 1408 nha mấy chị ơi. Đầm này em còn đủ size rồi, trong đó size M, L thì em còn còn ba mươi mấy cái, hai mươi mấy cái. Nhưng mà trong đó là còn ít L em còn một cái, thấy thì em chỉ còn một cái thôi nha. Rồi giá hôm nay bao nhiêu cả nhà ơi? 249.000 đồng. Chỉ còn có giá tiền là 249.000 đồng thôi. Cả nhà đặt hàng cho em xin mã số sản phẩm vào với lại cái số điện thoại của mình ha, bên em sẽ có chuyên viên gọi điện thoại tới tư vấn lên đơn thêm luôn. Cố gắng mình đặt hàng thật là sớm cho em để bên em tư vấn và chờ hàng chờ sai cho cả nhà mình luôn nha. Mã hàng với số điện thoại cho em là được nha các chị ơi, nhanh tay đặt hàng thật là sớm cho em tư vấn và chờ hàng cho cả nhà mình luôn ạ. À, rồi bây giờ cả nhà ơi, đầm đẹp giá siêu rẻ luôn, 249.000 đồng. 249.000 đồng váy này các chị ạ. Em có cho mình hai màu. Nếu như mình thích cái da màu trắng thì mình đặt hàng cho em mã số là 1507. 1507 nha chị, 1507 da màu trắng. 1507 cái da cho em xíu nha. 1507 nè, da màu trắng. Da màu trắng này em chỉ còn 3 size thôi nha chị. Em còn size M, size L với lại size XL thôi. 40 cho tới là tầm 60 kg, 40 tới 60 kg em với 80. Cái này 1507 nha chị, chất xốp thái, da màu trắng. Cả em đang mặc trên người nè, mã số 1508, đầm này đủ size nhưng mà size XL một cái, 2X một cái nha các chị. Rồi, chị khách nào mình đặt hàng tranh thủ đầm giá luôn 249.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay nha các chị ơi, chị còn có giá là 249.000 đồng. Đặt cái nào cho em xin cái mã số cái đầm đó, chất xốp thái, vải mềm xốp, mặt rất là mát luôn, may một lớp kèm hai túi. Đầm da beo thì cái họa tiết da beo nó sang nhưng mà cái kiểu này em cái họa tiết da beo là cái chị như cái bông vậy đó, cổ vuông nhưng mà dễ mặc luôn, tay ngắn hơi phồng nhẹ ôm eo, dáng đầm phong xòe, một lớp kèm hai túi, câu khoai kéo phía sau lưng. Bao nhiêu cả nhà ơi, chỉ còn có 249.000 đồng trong bài livestream ngày hôm nay thôi. Chị khách nào mình đặt hàng thì mình tranh thủ lên đơn sớm thì giùm em tư vấn và chờ hàng luôn nha. Mã số với số điện thoại cho em là được nha các chị, đầm nào cũng rẻ, đầm nào cũng đẹp, cố gắng nhanh tay lên đơn cho em nha.